Em chào bà con, chào mừng anh em bà con trở lại với siêu tiêu Hùng Thắng ha. Hôm nay mình Thắng bây chia sẻ anh em cái đồ máy nổ được nhập từ hàng bãi gì ha. Đây. Máy mới nhập từ sau mình quay, còn đóng ba lết luôn anh nè. Đây là động cơ dân ma. Dòng này dòng cơ giới nha nè. Em nào phù hợp ghét xe chế cháo gì đó alo mình ha. Đây, vô thông tin kỹ thuật ha. Con này là 4TNV88. Máy này được dòng sản xuất 2004. Đây. Nó hai cái model kỹ thuật thông số mà mình không có biết là chính xác là đây ngành nó sản xuất nào nào ha. Dưới đây thì nó để 2011 tháng 5 2011. 27.6 kW. 18 kVA ha. Là nó ra 37 HP. Máy là 37 HP. Hình chơi sơ nó xong là mình sẽ test nổ nha anh em. Máy này thì ở đầu trên bãi người ta bán, người ta nói người ta bao bung. Máy chưa bung nha anh em. Dòng điện vô với dòng điện ra là 12V hết. Đây. Dòng này thì nó nạo ngay dòng xe của cơ giới thì nó cũng không có đẹp cho mấy. Nhưng ngược lại thì hơi hám thì nó rất là chắc. Cái máy này dòng tua nó được 2002. 2002 là mức ga nhỏ nha anh em. Còn anh em về xả ga, dòng dòng nó ra khoảng 2008 đến 3000. Đây, dòng này là dòng heo đùm. Đây nó có chế độ công tắc bằng điện luôn nha. Này mình mới nhập về xong mà còn nằm trên ba lết của anh em ta đóng vô. Đây là đời gông thép nha anh em. Đây. Máy thì anh em mình ta bán cho mình ta bao từng chi tiết là từng keo còn zin, chưa bung chưa mà mẫu. Đây. Còn nguyên zin nha. Còn những cái chỗ mà con cặp te nè. Còn rất là chắc kia. Này. Máy bãi về chưa bung chưa mẫu nghe nè. Anh em này cần xa cần xài thì cứ liên hệ mình. Dòng này dòng dân ma. 4TNV. NV là đời gón thép nha nè. Nó đầu nghĩa địa thì không tránh khỏi những cái chạy xước. Tại vì hàng bãi, hàng qua xưa, hàng đá người ta bỏ rồi. Mình mới về mình ấy nha. Xài nha. Đây. Những cái câu dầu tiêu này là mình có mở ra nha, xả dầu bọt rồi này kia để cho động cơ nó dễ nghe nổ. Chứ đôi lúc nó bỏ lâu quá thì mình về bắt trong tình hình đề thì cũng hơi bắt cặp, nó hơi chậm chạy. Chỉ mở ra xả dầu chứ hoặc là dầu cũ nó còn dơ. Đây. Máy này thì thật chắc là chưa rửa chứ rửa ra cũng còn đẹp lắm. Dòng này dòng cơ giới. Thân tiện cho anh em đấu mấy cài mấy cộ. Nói chung là phù hợp công việc gì thì anh em cứ dư qua luôn. Chút xíu mình sẽ truyền nước vô và test nổ cho em đó nghe anh em. Con này thì chạy vô lãi thì cũng chạy cũng tốc độ cũng ok lắm nha. Tại vì mình cũng có gắp mấy con rồi. Rồi mình quay chi tiết sơ một vòng nữa là mình sẽ test nổ nha. Đây mình vừa cận cảnh nha, con bù lon nắp kilat nha nè. Thiết. Đây. Đây là khía cạnh nó còn nguyên nha. Đầu này chưa bung nước sơn, ý nghĩa là chưa đầu này chưa mở nha. Còn những cái coi dầu là phải có mở là phải chịu. Thôi về mình sơ xả ra. Đây. Em quay cận cảnh cho anh em xem một con đầu nắp flat đây ha. Đây. Còn rất là còn khía cạnh không bóc không chốc mà cũng không cong. Và sau đây là em quay thêm một con nào mà nằm trên đầu bét nha. Đây con này nè, nếu anh em tháo cái nắp kilat ra thì anh em bắt buộc phải tháo con này ra mới tháo được con được. Còn nếu có sơn hay là dặm gì lại đi cũng không được điều gì đâu. Con này đây nè anh em. Con này nè. Thì anh em cũng thấy nha, nó còn nằm hiện trạng nằm trên ba lớp ha. Này hàng nhập về. Rồi không làm mất thời gian anh em nên mình sẽ vô test máy nha nè. Thấy vậy anh em.
lưng ra ngọt ngào nha.